Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em cái đang ở thôn Ha Cá Thành, thuộc về xã Già Trung Phìn, huyện và tỉnh Hà Giang. Hôm nay thì em cái vào đây cũng là được anh chú này cũng giới thiệu, bảo là ở đây cũng có một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà em cái cũng không biết là cái hoàn cảnh như thế nào. Thì hôm nay em cái cũng tiện vào đây cũng chít cái phần quý của người nghèo ạ. Để cái phần quý đấy là để cho tem mình coi như là vào gặp những hoàn cảnh nào khó khăn nghèo thì mình sẽ chích ra để mua một bao gạo, một thùng mì nhé. Hôm nay em cái vào đây thì cái phần chi tiết sẽ ghi cái phần đầu video ạ. Thế chú hôm nay nghĩa là ở đây cũng có hoàn cảnh, nhưng mà cái hoàn cảnh đấy như thế nào nhỉ? Ok, là nếu tái nhà là ba năm rồi. Tách từ ba năm rồi. Ba năm rồi. Ba năm mà là không có cái gì là. Không có cái gì là. Vâng vâng. Thế okay. Chú cũng cho cháu xin hỏi tên luôn, bây giờ chú tên là gì nhỉ? Hay chú á? Ông về hồi chú là Li Mi Già. Chú Li Mi Già. Chú vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Mình sinh năm 76. Thế chắc chú cũng là bố của em cái rồi thì sẽ xưng hô chú cháu cho tiện nhá, quý bác ạ. Thế chú già cũng giúp cháu lấy thùng mì sẽ đi vào đấy nhỉ. Hôm nay thì em cái vào đây thì tiện chú cũng là bên Y8 thôn bản thôn và khuyến nông bản ạ. Trong thôn bản thì mình cũng đi vào đâu cũng nói chung cũng có cán bộ thôi để dẫn mà giới thiệu cho thì em cái mới vào nhá. Không biết là cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì trước mắt em cái vào đấy chỉ mua bao gạo với thùng mì thôi, là sẽ tiện đi vào sẽ chia sẻ cho quý bác để xem ạ. Thế chú và giúp cháu đi vào đi. Đi. Đây nhá quý bác ạ. Bà con đấy thì cũng chuẩn bị trồng ngô cũng đang mọc đấy rồi. Khu gần nhà em cái thì vừa mới trồng thôi. Ở trên vùng cao này thì nói chung là sẽ mưa và mát hơn, có thì đất nó ướt hơi, trồng sẽ lên xứ hơn. Hôm nay thì lần này là lần đầu tiên ạ. Không ngại được chú già như em cái rồi. Thế cái hoàn cảnh ở đâu chú? Dạ. Hoàn cảnh ở đây à? Đấy em ạ. Thế không biết là có ở nhà không nhỉ? Có. Hả? Có bố ở nhà không? Có anh ấy vẫn ở nhà. Anh nhớ chơi à? Đi mẹ. Có. Đấy. Đây thì chắc là mấy cái tôn của họ chắc không dùng đến, nó mượn về thế nhỉ? Có thể mà đi. Đi anh là đi đâu nhỉ? Đây ạ, quý bác ấy, đây. Ê, chào em. Anh gọi là anh hay là em nhỉ? Thôi tí nữa mình thấy xưng hô ra sao nhá. Chào anh nhỉ. Đây, em chào anh. Đây, bây giờ thì em cái cũng thế đi vào nhá. Anh tên là gì nhỉ? Vả. Anh Vả không? Vâng. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. Thế chắc ít tuổi hơn. Vâng. Thế chín mấy, sinh năm chín mấy? 97 ạ. 97 ít tuổi hơn em cái 93. Có vì nói chung là vì về lần đầu tiên cũng chưa biết thì cũng phải hỏi tên đó ra để biết cách là để xưng hô ạ. Vâng. Thế thì nhà này của anh phải không? Vâng. Ủa. Thế bây giờ thì nói chung là em cái vừa vào đây thấy căn nhà bên ngoài nhá. Chị quay bằng những bạt thôi ạ. Phần bên trên thì lấy cái tôn cũ của họ chắc không dùng đến hả? Thế anh lên vào nhà tí nhỉ? Mình có thể đưa anh vào nhà thăm nhà tí không? Được. Thế thì đi. Đây ạ. Đây là bác ạ. Ở chỗ này. Này thì không phải cửa nữa rồi. Nói chung là đèn cái bóng ghé lại đi. Chào em. Đi chê rồi. Bên trong nhà này hơi hề luôn. Thôi chắc em tới đây là để tạm đây một tí đã, quý bác ạ. Vì lần đầu tiên mình mới vào đây thì cũng chưa biết cái hoàn cảnh em như thế nào. Thì cũng được sự giới thiệu của anh chú này, chú tên là gì nhỉ lúc đấy? Chú Lim Già. Chú Già. Đây là em này tên là gì nhỉ? Vả Lim Già. Em Vả. Chú này chú. Chú già với em Và, nói chung là lần đầu tiên em cái vào đây cái hoàn cảnh này nhá. Cũng chưa biết tên là mình phải hỏi rất nhiều lần, quý bác cũng hay thông cảm. Thế anh đã tách ở đây ở bao lâu rồi anh? 3 năm, 4 năm. Gần 3, 4 năm rồi á? Thế à? Thế nhà mình cứ ở như thế thôi á? Đúng ạ. Đây à quý bác, bây giờ thì nói chung căn nhà cũng hơi hẹp thì cũng chắc là em cái cũng sẽ gọi em Và ra đây coi như trao cái phần quà xong cho em Và ấy, thì tí nữa có gì thì em cái sẽ đi hỏi nhiều chia sẻ cho quý bác được biết nhá. Vì mình lần đầu tiên cũng vào nhà em Và. Em vào đây.
cũng được chú già cũng giới thiệu ấy, thì em cánh biết cái hoàn cảnh này. À, hôm nay thì anh vào đây thì nói chung là anh cũng không có gì, anh biết là được cái sự giới thiệu của chú ấy, chú cũng giới thiệu là bảo là em cũng có một cái hoàn cảnh của em rất là khó khăn ấy, thì hôm nay anh vào đây anh chỉ trích cái phần quý của người nghèo ấy, coi như của người nghèo gửi về cho tem, mình cũng có cái khoản quý đấy, thì trích ra mua một bao gạo với một thùng mì thôi. À, thì bây giờ anh sẽ mang vào đến đây thì để cho gia đình vợ con em ấy được ăn. Thì anh cũng mong là em xem mà có cái từ cảm ơn gì cho các cô bác không, các nhà hậu tâm ấy. Thì em cứ em biết nói tiếng phổ thông không? Biết mà biết ít thôi. Thôi mình biết thế nào cứ nói mà mình phải giao tiếp nói là tiếng phổ thông cơ nhé, không phải ngại nhở. Thì em cứ cảm ơn các cô bác và các vị thằng quân ấy đã gửi cái phần gạo và mì nhé. Em cảm ơn đi. Cảm ơn nhá. Cảm ơn anh ạ. Không phải của anh mà đấy là của các cô bác. À cái chị hải sát sách một đó là cho phao tí ú à, không nhưng mà nó sái khó chia tôi mà phê à quý em là phê vô cho khổng đi phú à. Lần đầu tiên thì em cái vừa vào đây chắc cũng nói chung là chưa quên à, quý bác á. Thì mình cái từ cảm ơn cũng rất là ngại, thì cũng mong là quý bác hãy thông cảm cho em và vì nói chung là lần đầu tiên mình vừa gặp mặt với nhau ấy thì cũng rất là ngại. Thì em cái trước khi thì em cái vào đây em cái cũng thay mặt cả gia đình anh em và rất là cảm ơn cái khoản quý của các cô bác gửi đến ấy, để cho tem mình làm từ thiện, mình đi gặp cái hoàn cảnh nào mà khó khăn thì mình sẽ trích ra cái khoản quý đấy để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đấy ạ. Thì hôm nay em cái cũng đã trích ra một bao gạo với một thùng mì nhá quý bác nhá. Thế thì cứ để đây thôi à. Để đây thôi. À, để đây nào. Đây là chú già mà em và nói chung là cũng được sự giới thiệu của chú ấy. Thì cái phần quà thì em cái cũng là trao cho em và rồi ạ. Thì trước khi em cái trao xong thì nói chung là cái đây là chị dựng một cái ca lèo tạm thôi nhá, không phải nhà đâu quý bác ạ, ở tạm như thế này thôi. Thế em có thể cho anh hỏi bây giờ tổng tất là gia đình mình là bao nhiêu người ở cái trong cái nhà này? Bốn người á? Bốn người. À thế em mấy cháu? Hai cháu à? Dạ. Mà một trai một gái à? Một trai một gái. Thế à? Còn đứa con gái thì đi học ở Đức Hiệp. À đứa con gái đi học à? Thế hiện tại thì bốn người sống trong một cái căn nhà bé như thế hả? Đúng ạ. Thế ngủ trong một cái giường như thế nữa hả? Đúng ạ. Thế thôi. Ôi dồi ôi. Đây ạ, quý bác nhá. Cái hoàn cảnh này thì cả mình nói chung là em cái đi tất cả các hoàn cảnh và khổ, nhưng mà gặp những cái hoàn cảnh trường hợp này thì em cũng này cũng khổ. Nói chung là một địa phương muốn chú ấy cũng có rất nhiều hoàn cảnh. Vì cái chỗ này thì mình cái tấm tôn này thì chắc là người ta không dùng đến thì em mới lấy vào để phụ lên trên à. Đây ạ, bốn người ngủ trong cái giường này. Thế nhà mình tách về đấy được 4 năm. Vâng. À, thế bố mẹ em đang ở đâu? Đang ở dưới kia. Bố mẹ đang ở dưới à? Vâng. À, thế lúc đầu tách ra vẫn ở như thế thôi? Như thế thôi, không có cái gì nữa. Đây ạ, bây giờ em vào đây nhỉ? Để đưa anh có thể đi vào để chia sẻ một tí được không? Nhá. Vâng. À, đây ạ, quý bác, bây giờ thì em cái cũng sẽ vào đây. À, để chia sẻ cho quý bác để biết cái hoàn cảnh này. Ở đây dùng ắt quy phải không? Đúng rồi. À, đây không có điện phải không? Không có điện ạ. Không có điện phải không? Vừa muốn kế nhưng mà không có tiền kế. À, không có tiền kéo điện phải không? Đây quý bác nhá, cái hoàn cảnh này thì thêm cái nghĩ là lúc gió to vào tóc thì chắc sự nữa là sẽ tóc hết. Chỉ làm một cái giống như cái leo đấy thôi. Không, thế này cũng không kiên cố rồi. Nói chung là buột ra nhưng mà rồi mấy cái cây tre các kiểu ấy. Đấy. Vừa thế này thì gió to thì cả nhà ở như thế nào em? Dạ. Ví dụ gió mà to vào thì vẫn ở trong này à? Gió to thì vẫn ngồi đây thôi mà. Không sợ gió à? Sợ nhưng mà không có nhà nào thì không có nhà nào ở thì vẫn chấp nhận thôi. Vâng. Đây mấy cái tây nhá. Thế cái chỗ này chắc mưa cũng phải dột vào chứ? Đúng rồi. Đấy. Quý bác ở đây thì toàn mấy cái tấm tôn này, tôn chắc là người ta lập, người ta cú quá không dùng đến thì em mới xin về phải không? Vâng. Nhìn em cái nhìn cái tấm tôn này đây đang thủng một cái lỗ này, coi như là cú dùng lâu quá ấy. Thì chỗ này chắc mưa vào mới dột phải không em? Thế đây là vợ phải không? Đúng rồi. Ừ. Đứa cháu này là cháu út phải không? Vâng. Đây ạ, bây giờ cái chỗ này càng hẹp nhá.
quý bác ạ. Thì chỗ này thì nói chung là có khách vào thì không thể ngủ được mười mấy người, mà chỉ tầm cả bốn người trong gia đình này ngủ đã quay cái chỗ này chợt hết rồi. Bát đúa này, mấy cái bát đúa nồi miên sâu chảo nó chỉ như thế thôi nhá quý bác ạ. Một cái hoàn cảnh mà nói chung là mình tách từ gia đình là ở đây 3-4 năm, do cái cuộc sống của bà con vùng cao này rất là thiếu thốn, mình cũng đi làm nhưng mà không kiếm được cái đồng tiền này. Để ở trong bên nhà này chỉ có mấy can nước, là mấy can đi lấy nước. Can này đi lấy nước hả? Vâng. Có một ít gạo. Thế em làm như thế này thì ví dụ mà mỗi năm mình có thể thu hoạch ngô vào để ở chỗ nào? Để cho đất này thôi. Để trong đất hả? Ít ngô thì hết rồi. À, ăn hết ngô rồi à? Vâng. Đây ạ, quý bác nhá. Bây giờ ngô vừa đã gieo trồng vào đấy mà mùa giờ này thì đã hết ngô rồi. Vẫn còn tầm ít nhất phải là 4 tháng nữa thì lúc đó mình mới thu hoạch được thế thôi. Ừ, rất là khổ nhỉ. Thế nương mình chắc ít quá hả em? Ít quá ạ. Đây ạ. Bây giờ thì rất là khổ. Yeah. Hai đứa, một đứa con trai, một đứa con gái phải không? Đứa con gái đi hầu. Đứa là đứa con trai phải không? Vâng. Thôi, hôm nay thì anh cũng được anh già giới thiệu và biết là ở đây cũng có cái hoàn cảnh ấy. Thì anh cũng tiện vào đây để chia sẻ cho các cô bác biết xem nào cái hoàn cảnh của em như thế nào. Để cho các cô bác mà nếu mà biết cái hoàn cảnh ấy, là giúp đỡ được em phần nào thì phần đấy. Thì hôm nay thì anh vào đây cũng không có gì, anh chỉ mua chi cái phần quý ấy, mua cái bao gạo với thùng mì thôi để cho hỗ trợ trước mắt là cho gia đình anh em để được ăn cái bữa cơm. Đây quý bác nhá, trong cái can này sống như thế thôi, cũng rất là hẹp mà kiểu như là giống như cái lều bạt ở bên trên này, bên xung quanh thì từng quay bạt thôi nhá. Đẹp thì chỗ này thì quay bạt như thế này thì tránh gió đỡ để lùa vào thôi. Rất là khổ đấy, không có một cái chỗ gì, không có một cái gì luôn. Thì em có thể đưa anh đi ra ngoài tí không? Em đưa anh đi ra ngoài đây. Chắc là em cái cũng sẽ đi ra ngoài để quay cận nhật xung quanh bên ngoài nha quý bác ạ. Đây. Bên ngoài này thì cái chỗ cửa, trước cửa này thì em vào chỉ làm cái chỗ này để mưa nó đỡ phải hớt vào nhà không? Vâng. Đây. Để cái thứ ba chú này rất là khổ. Cả gia đình thì lần này là lần đầu tiên em cái vào thì mới biết cái hoàn cảnh ở trên thôn Há Cá Thành phải không? Thôn này là thuộc về xóm Giàn Chú Phìn ạ. Thì em cái cũng vừa về vào lần đầu tiên. Ở đây cũng là có cái chuồng này, có vật nuôi này của nhà mình à? Có bò, không phải của em đâu. Không phải của em à? Thế của ai? Mua về cái nuôi ạ. À, ý là em mượn về nuôi để lấy phân này phải không? Vâng. À, đây, quý bác nhá. Em cái thừa cái căn nhà có không kiên cố vào cái chuồng, nhưng mà cái chuồng là cái con vật nuôi, mình mượn cái con vật nuôi của họ về nuôi ấy, thì chắc cũng phải làm cho đảm bảo tí. Đây cũng có một cái con giống đây này. Đây, con bò. Con bò này là không phải của nhà anh, em vào nhá. Em vào bảo là em vào mượn của anh em hàng xóm về nuôi lấy phân thôi. Vâng. Thế em cái nghĩ là một cái hoàn cảnh như thế, nếu mà mình đã có con vật nuôi thì chắc mình cũng sẽ là nhà kiên cố hơn, phải không? Vâng. Em cái cũng sẽ đi sang bên ngoài thì em có thể đưa anh đi sang ngoài thì không? Đấy. Đây cứ lắc nhé. Ở đây vẫn có mấy cái cột má của nhà em à? Nhà em tìm không có tiền làm. Em đang chuẩn bị coi như là tìm dần dần mấy cái cây phải không? Đây quý bác ạ, thì em vào cũng đang do mình hoàn cảnh nghèo quá cũng không có, thì đang chuẩn bị cứ một năm tìm được 2-3 cây thì chắc sau này tìm đủ thì mình sẽ dựng một cái khung nhà. Nhưng mà đã tách ra ở 3-4 năm thì chỉ ở tạm như thế này, cái hoàn cảnh này cũng rất là khổ ạ. Thì chỗ này thì mưa vào có hớt vào không? Có mưa ấy, mưa vào không? Có hớt vào cái chỗ giường ngủ không? Vào chứ. Vào à? Nhưng mà cái chỗ này ví dụ gió to quá cũng không dám ngủ trong đấy ấy. Đây em cái thấy đúng rồi, trên này thì em và cũng lấy mấy cái cây đè lên trên này, đúng không? Lấy cây đè lên trên tránh lúc gió vào đỡ bị tóc. Thế chỗ này mà em không đè như thế thì chắc là gió sẽ tóc luôn nhỉ, bay hết. Đây, quý bác ạ, cái hoàn cảnh của bà con ở vùng cao này thì từ lúc mình tách gia đình ra thì cũng rất là khổ, nó chỉ sống như thế thôi. Hôm nay thì cũng là lần đầu tiên em cái vào đây. Cũng thấy được cái sự giới thiệu của chú già ấy. Chú già bảo là thôn này cũng có cái hoàn cảnh rất là khổ.
thì em cái cũng chỉ vào đây để chia sẻ cho quý bác lại biết nhé. Cái hoàn cảnh như thế này. Ê, anh à, em vào đây, em có thể cho anh hỏi tí. Từ lúc gia đình ấy mình tách ra bố mẹ về thì tổng tất là gia đình đấy mình là bao nhiêu anh em? Bố mẹ của em ấy để mấy anh em sao? Ba anh em à? Vâng. Thì em là con cả hay là thế nào? Hả? Em là con trai cả hay là con trai út? Con trai cả. Em là con trai cả luôn hả? Vâng. À. Thì lúc tách mình ra, tách ở riêng phải không? Vâng. Chắc là hoàn cảnh gia đình của bố mẹ em cũng khổ thôi, nên không giúp được mình làm cái căn nhà phải không? Vâng. Ừ. Đây ạ, quý bác nhá. Bà con vùng cao này thì thường nếu mà như gia đình bố mẹ em nếu mà có điều kiện thì chắc không lập được cái nhà kiên cố, nhưng mà cứ tìm được cái cột để làm cái khung nhà cho nó sẽ đảm bảo tránh được nắng mưa. Chắc là cũng do hoàn cảnh cũng rất là khổ rồi. Thì nên tách ra để cho các cháu, các con tự vươn lên, tự làm. Mà em và cũng tách ra ở được 3 năm chỉ ở như thế. Ồ thế ý là nhà mình ở xung quanh ở chỗ này thì cũng là đất nước của mình phải không? Vâng. Đất từ đây Ý là đất ở đây thì mình có tiện ở dựng nhà ở dựng cái lều ở đây phải không? Vâng. Như các bác một cái hoàn cảnh như thế này thì cũng thật là tội nghiệp, do tuy cũng vẫn đang còn trẻ thật nhưng mà bà con vùng cao như thế này, đồng tiền đi kiến cũng rất là khó. Anh em vả này cũng biết tiến thật nhưng mà nói chung là mình tách ra mình cũng đi làm kiếm đồng tiền chỉ nuôi đủ các con thôi, còn không thể kiếm ra được nhiều. Anh vả cũng đang một năm mà kiếm được dần tí. Mấy cái này kiếm về lâu chưa? Lâu rồi. Lâu à? Vâng. Tới này đang dự kiến nếu mà mình kiếm được nhiều đủ thì mình sẽ làm cái nhà gỗ phải không? Nhưng mà không có củ thì đúng rồi, không có tiền để mấy cây này chắc mua về hay là mình tự đi kiến ở rừng lên ấy, về mua về đấy hả? Nhưng mà không có tiền nên mua ít thôi. Đúng rồi, mình chứ dần hả? Có ít tiền thì mua một năm mua một hai ba cây phải không? Cứ làm tầm vài năm sau mình sẽ có tiền thì sẽ dựng cái khung nhà cho nó rộng rãi mà nó đảm bảo hơn. Chỗ này thì mai rất là may mà anh em và ấy cũng làm xong rồi lấy cái cây đè lên. Để mình cái chỗ này nhá. Chỗ này gió cả tóc hết rồi không? Bay hết rồi đây không có tiền mua nữa. Đúng rồi, không có tiền không? Một cái hoàn cảnh của em vàng. Cái khu này chắc là nhà nước cho phải không? Cái khu này thì cũng đi vào thôn này đi vào giàng phải không? Giàng Chu Phìn phải không? Vâng. Nếu mà con bò này nhà mình thì chắc cũng phải bán đi để làm nhà rồi nhỉ em nhỉ? Không phải của em bán, sao mà bán được ấy? Đúng rồi, nếu mà của mình thì mình có thể bán đi để cho nên sang sửa lại cái nhà rộng rãi đó. Mà chả lấy là chắc là em mượn về coi như nua để lấy phân thôi à? Vâng. Nếu con bò này nếu mà ý nhá, nếu con bò này là của nhà mình thì chắc là em vào cũng dự kiến bán đi để làm cái nhà rộng rãi khang trang hơn, nhưng mà nói chung là không phải của mình chỉ nuôi để lấy phân thôi. Từ cái lúc mình tách gia đình ra thì cũng ai cũng thế thôi, từ phải có bố mẹ để giúp đỡ mình một phần, trước mắt là không giúp nhiều nhưng mà phải giúp được cái phần tìm được cái cây khung gỗ để em pro thì chắc mình sau này sẽ lập được cái căn nhà hơn. Ở bên này thì em vào đây, ở đây là cũng rào hết, em khắc tự này phải không? Rào ấy, rào đá này. Đây. Quý bác nhé, ở bà con vùng cao này thì nhà nào cũng có hay lấy cái đá này rào xung quanh hết nhà để đảm bảo tránh cái trộm nó vào đây. Đây, cái tay nghề xếp đá của bà con cũng rất là khéo đây. Lâm, này thì cái chỗ này thì nhìn mình ở xa nhìn nhá, nhìn không thể giống như nhà nhá, quý bác ạ, chỉ giống như một cái lán để nhà người ta làm nương thôi. Hóa ra là em cái vào đây thì thực tế thấy là có người ở trong đấy là vẫn là một gia đình nhá. Đây là nếu mà ở xa như chị không phải là nhà đâu, giống người ta bảo là chị làm cái lán để nương làm nương thôi, nhưng mà thực tế là ở bên trong nhà vẫn là một cái gia đình. Ơi chú ra, chú vào đây. Thế chú thế gia đình em tách từ bên dưới lên à? Vâng.
Cũng chắc em và vẫn chú cũng là anh em hàng xóm hay sao? Anh em hàng xóm nữa. Nói chung là em cái vào đâu ấy cũng phải có một người trong thôn hoặc là cán bộ thôn ấy phải giới thiệu cho mình mới vào, mình biết cái hoàn cảnh thực tế là như thế nào. Mình mà vào tự dưng vào thì sợ nhất là bác cũng hay có comment cũng bảo là mình tự đi vào thì giống như dựng lên, nhưng mà cái hoàn cảnh là không thực tế luôn, không phải dựng lên ạ. Em qua em cái họ em vào thì em vào cũng bảo là tách được 3-4 năm rồi, nhưng mà do gia đình cũng không có điều kiện này, không làm được nhà cửa chị ở như thế rồi thưa bác ạ. Thì hôm nay anh em cái chị vào quay sơ qua coi như là tiện thể chia sẻ cái hoàn cảnh như thế cho quý bác để biết nhé. Nếu mà sau này qua cái video này thì em cái cũng mong quý bác nếu mà có phần quà nào nhìn cái em cứ mà đi không có cái áo khoác à? Không có ạ. Hả? Không có. Lạnh lắm, ở trên này lạnh hả nhở? Ở đây gió không đau này. Ôi dồi, ở đây ạ. Thì em cái mong là nếu cứ các bác cũng xem được cái hoàn cảnh ấy, đồng cảm coi như là có ít quần áo là thế nào cũng được giúp cho. Vì em cái vào đây thì thấy cái gia đình chắc quần áo cũng không có đâu. Gia đình mình chắc cũng không có quần áo ấm được không? Không có. Đấy, chú bác, nói chung là không ai mong muốn như thế đâu, cũng chấp nhận thôi. Vì mình cũng không thể biết làm thế nào, thì cũng chấp nhận là ở như thế được 3-4 năm đấy ạ. Thì cái gia đình như thế này thì thật là khổ. Mà qua thì cũng không biết thì chia sẻ như thế nào. Vì bà có khổ nhất là thứ nhất là đường, điện mà mình cứ ở xa mình vận chuyển cái gì cũng rất là khó khăn ạ. Ở đây toàn đá nhá, trên này đá hết, làm cái gì cũng rất là khó. Muốn mở một cái con đường này, muốn làm cái gì thì mất rất nhiều công sức này, nhờ bà con để giúp đỡ thì mình có thể hoàn thiện được ạ. Thế anh có thể cho em họ, vợ anh vẫn lấy ở lung quanh thôn này phải không? Vâng. Thế cũng bây giờ nhá, tiệm hôm nay anh vào lần đầu tiên ấy thì anh cũng bảo vợ chồng em nhá, tuy mình cũng đã nghèo, hoàn cảnh rất là khó thế này thôi, con cái mình cũng đẻ thế thôi nhá. Mình chỉ có đẻ 2 con thôi. Vì mình biết là từ lúc bố mẹ đẻ mình ra thì đã tách mình người nghèo khổ như thế rồi. Không nên đẻ nhiều nữa. Nhưng mà cứ đẻ nhiều thì lại sau này con cái mình cũng lại khổ hơn mình nữa. Thì em cái vào đâu thì cũng vừa vào vận động, coi như vừa vào chia sẻ, vừa vào tuyên truyền ạ. Để cho bà con cái kế hoạch để mình sinh đẻ ít hơn. Mình đẻ nhiều thì chỉ khổ thôi. Khổ cho con cái, mình đã khổ rồi mình cũng nên để cho con cái khổ. Con các cháu thì cho đi học nhá. Đừng có cho mình biết là tuy em cũng biết nó tiếng phổ thông thật, nhưng mà mình chỉ học ở đây thôi, mình có biết ít. Để cho các cháu sau này sẽ thay đổi ấy. Đi học xa hơn, sau này đi va chạm, đi làm thuê, đi ở ra ngoài nó sẽ kiếm tiền, nó sẽ thay đổi hơn. Cho các cháu đi học đều này. Đây, hôm nay thì tiện em cái chị vào chia sẻ như thế nhá, thưa bác ạ. Đây là chú này, chú ra. Nhà chú ở đâu nhỉ? Nhà chú ở trên này luôn hả? Chú ra cũng là người nhà ngay cạnh em và. Thì em cái vào đây chú mới biết là cái hoàn cảnh em này khổ như thế nào, tiện giới thiệu cho em cái nữa. Đây ạ, quý bác nhé, hôm nay thì em cái lần đầu tiên vào đây thấy cái hoàn cảnh của một cái gia đình thế như đang trẻ thật, nhưng mà vẫn là kế hoạch rất tốt, đang chỉ có đẻ 2 thôi. Em cái cũng đang mong muốn là mình vận động tuyên truyền ấy, để cho em và đừng có mà cái làm cái kế hoạch rất tốt ấy, đừng có đẻ đứa thứ 3, thứ 4 nữa. Mình cả đẻ nhiều chỉ khổ thôi, vì bà con ở vùng cao này chỉ trông chờ hạt ngô để làm ăn thôi nha. Anh nhà mình ở đây chỉ trồng ngô thôi nhỉ? Vâng. Nước cháo ở đây cũng đủ uống không? Không đủ ạ. Không đủ ạ. Đúng rồi. Không thể có lúa để, vì nước không đủ uống, làm gì có thể có chỗ nào để làm ruộng đập nhá. Lần này là lần đầu tiên em cái vào đây thì thôi, em cái cũng không biết là nó gì hơn, mà cũng không biết là mình sẽ hoàn cảnh thiếu thốn ở cái gì. Thì lúc đấy em cái cũng đi chia sẻ sơ qua cái hoàn cảnh của em vào thì chỉ có mấy cái nồ cú mà mấy cái chậu bát đũa thôi, cú thôi, đủ để cho gia đình thôi. Nếu mà có khách vào thì cũng không thể đủ ăn được. Nhà mình chỉ có mấy cái đồ cú lúc nãy thôi phải không? Ngô thì cũng bảo là hết rồi. Bây giờ nếu mà muốn chờ hạt ngô chín nữa, ít nhất phải tầm 3 tháng nữa. Mà thu hoạch nữa thì tính ra 4 tháng nữa. Bây giờ mùa này là đang mùa kéo đó giá hạt ạ, quý bác ạ. Mình đã gieo trồng vào đấy rồi, mình muốn chờ để có miếng ăn thì nhất mất tầm 3 tháng. Thì cái này cũng rất là khổ. Hôm nay thì em cái về lần đầu tiên, thì em cái cũng rất là mong quý bác xem được cái thức phim cái video này, hãy đồng cảm với gia đình để có những gửi phần quà nào nhỏ nhỏ
thì lần sau em cái đã tiếp tục coi như lấy cái phần quà về trao cho cái hoàn cảnh gia đình em Ba nhá. Đây thưa bác ạ, thôn này là thôn Há Cá Thênh nhỉ. Vì lần đầu tiên mình vào đây thì mình nói chung cũng chưa quên ấy, ít nhất phải vào 2-3 lần để cho quên đường, quên xóm và anh em. Để nếu chú này sau này em cái vào, nếu mà chú không ở nhà thì em cái tự biết tao rồi. Lần đầu tiên mình vào thì cũng không biết là phải có, ít nhất phải có một người dẫn thiện để dẫn đường mình đi ạ. Chắc có lẽ bây giờ cũng khá muộn đấy, thì em cái cũng xin dừng video tại đây ạ. Xin chào quý vị khán giả ở cái video tiếp theo.